Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chức năng hệ thống miễn dịch, trong đó có dinh dưỡng. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị thông tin về vai trò của các chất dinh dưỡng với hệ thống miễn dịch. Hy vọng có thể giúp quý vị lựa chọn được những loại thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe. Carbon hydrate Carbon hydrate là một tế bào nhiên liệu quan trọng cho hệ thống miễn dịch. Carbon là chất dinh dưỡng chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm có chứa các phân tử carbon, hydro và oxy. Chúng được phân loại bao gồm cấu trúc đơn giản, đường đơn và phức tạp, tinh bột. Tinh bột phức tạp được tìm thấy trong rau, các loại đậu và ngũ cốc. Carbon hydrat tồn tại dưới dạng glycogen chủ yếu ở gan, một lượng glycogen tồn tại trong cơ bắp. Carbon hydrat trong máu dưới dạng glucose với một lượng duy trì trong mức hợp lý rất quan trọng đối với việc cung cấp năng lượng liên tục cho các mô. Chất béo. Chất béo là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho cuộc sống của chúng ta. Chất béo là môi trường để hấp thu các vitamin tan trong dầu A, D, E và K, rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Ngoài ra, axit béo omega 3 và omega 6 có chức năng chống viêm thần kinh, cung cấp tính thấm và ổn định cho màng tế bào. Chất béo là nguồn dự trữ năng lượng quan trọng. 1 gram chất béo cung cấp năng lượng gấp đôi so với protein và carbon hydrate. Axit béo là chất điều biến mạnh mẽ của phản ứng miễn dịch. Các nghiên cứu trên mô hình động vật xác minh rằng axit linoleic liên hợp có sẵn trong thịt và các sản phẩm từ sữa kích thích hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa ung thư vú. Linoleic Acid cũng làm giảm mẫn cảm dị ứng. Axit béo omega 3 làm giảm huyết áp và giảm cục máu đông và phản ứng viêm. Protein Protein tạo nên cấu trúc các tế bào, Chúng cũng là cấu trúc chính của hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể. Các enzyme kiểm soát các chức năng của cơ thể và một số hormone. Protein là các chất dinh dưỡng có chứa nitơ, carbon, hydro và oxy trong cấu trúc hóa học của chúng. Nhiều cơ chế miễn dịch dựa vào việc sản xuất các hợp chất protein hoạt động hoặc sao chép tế bào. Trong tình trạng thiếu protein, chức năng của hệ thống miễn dịch giảm. Người ta cho rằng tác động tiêu cực của việc thiếu protein đối với khả năng miễn dịch có liên quan đến tác động của việc điều chỉnh hệ thống miễn dịch. Đối với một số axit amin, sự thiếu hụt axit amin thiết yếu cũng có thể gây ra sự ức chế trên hệ thống miễn dịch. Tiêu thụ quá nhiều một số axit amin có thể gây ra ảnh hưởng đa dạng đến các chức năng của hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy, sự chuyển hóa protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khả năng miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thu được giúp chống lại nhiễm trùng. Axit Arginine là một axit amin chủ yếu được sử dụng cho bệnh nhân nằm viện dài ngày. Nó giúp tăng cường tiến trình lymphocytic và phagocytosis và tăng tốc độ chữa lành vết thương. Nó cho phép bình thường hóa phản ứng tế bào T sau các phẫu thuật nghiêm trọng và chấn thương. Nó kích thích chu kỳ hormone đồng hóa và tăng cường cân bằng nitơ. Cần nhiều nghiên cứu về arginine để xác định vị trí của nó trong dinh dưỡng miễn dịch. <laughs> Glutamine đây là axit amin tự do trong máu. Bên cạnh đó, nó là một chất dinh dưỡng quan trọng cho các tế bào tăng sinh, tế bào máu, tế bào ruột, tế bào ung thư. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như điều trị ung thư và chấn thương đường ruột, nó có tác dụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Bằng cách này, nó có thể ngăn chặn vi khuẩn bị nhiễm vào máu từ ruột. Nó cũng tham gia vào việc thường xuyên cân bằng axit bazơ. Bệnh nhân được sử dụng glutamin sau khi ghép tủy xương, số lượng tế bào lympho, tế bào lympho T CD4+ và CD8+ tăng lên bởi vì nó không phải là một axit amin thiết yếu nên sự vắng mặt trong cơ thể khỏe mạnh có thể không phải là một vấn đề và không cần bổ sung hàng ngày. <laughs> vitamin, khoáng chất, vitamin đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển, thực hiện các chức năng thần kinh và tiêu hóa, hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Bên cạnh các chức năng quan trọng về trao đổi chất, chúng còn có nhiệm vụ duy trì chức năng tế bào bình thường. Hầu hết các vitamin không được tổng hợp trong cơ thể con người do đó chúng cần được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Chất khoáng Chất khoáng thường kết hợp với vitamin và giúp vận chuyển vitamin đến các khu vực cần thiết. Đồng thời, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim, huyết áp, chức năng cơ bắp, giữ cân bằng dịch thể, chức năng sinh sản và nhiều chức năng khác. Quý vị và các bạn thân mến, chống COVID-19 thời 4.0 sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.